Chó Phúc Hiêu vốn là giống chó săn nhỏ, có nguồn gốc xuất xứ từ Đức. Trong tiếng Đức, chúng tên là Jagdpanzer, có nghĩa là chú lùn. Cái tên này phần nào mô tả đặc điểm ngoại hình khiêm tốn của chúng. Phúc Hiêu được lai tạo giữa giống chó Pinscher và chó Super Miniature của Đức. Cái tên của chúng kết hợp giữa tên bố mẹ thành Miniature Pinscher. Tại Việt Nam, nhiều người từng gọi chúng là chó Minpin. Người Đức lai tạo chó Phúc với mục đích là để chúng săn bắt các loài ngậm nhắm ở trang trại. Ngày nay, giống chó cảnh này ngày càng sở hữu những đặc tính nổi trội như thông minh, nhanh nhẹn, sống tình cảm với con người. Do vậy, giống chó cảnh này ngày càng được nhiều gia đình Việt Nam ưa chuộng. Chó Phúc Hiêu không chỉ là thú cưng mà còn cực kỳ trung thành, người bạn thân thiết đối với mọi gia đình. Một trong những lý do khiến chó Phúc được nhiều người săn lùng chính là do chúng dễ nuôi. Giống chó có ngoại hình thích nghi tốt với mọi điều kiện khí hậu khác nhau. Bên cạnh đó, kích thước cơ thể nhỏ nhắn nên phù hợp với mọi không gian sống. Ngoài ra, giá mỗi con Phúc Hiêu cũng khá rẻ so với các dòng chó cảnh trên thị trường, quy tụ đầy đủ những ưu điểm vượt trội. Chó Phúc xứng đáng là thú cưng không thể thiếu trong mọi gia đình. Trong video clip này, chúng tôi sẽ cập nhật bảng giá chó Phúc Hiêu mới nhất năm 2022 để các bạn cùng tham khảo nhé. Hãy liên hệ ngay tới Dogly Pet Shop để mua cho mình một chú chó Phúc thuần chủng với mức giá hợp lý bạn nhé. 4 lý do bạn chọn nuôi Phúc Hiêu: có ngoại hình cân đối, chiều cao trung bình của mỗi con Phúc Hiêu chỉ cao khoảng 25-30 cm, cân nặng khoảng 4-6 kg. So với chó cái thì chó Đực thường có cân nặng chiều cao nhỉnh hơn một chút. Tuy sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn nhưng giống chó ngoại này có cơ thể vô cùng săn chắc, các bó cơ phát triển khỏe khoắn. Tại Việt Nam, chó Phúc thường bị lai tạo giữa chó Chihuahua và chó Sục, do đó chúng có kích thước khá nhỏ, chỉ nặng khoảng 2 kg, tức là nhỏ hơn Phúc Hiêu thuần chủng khoảng 2-3 lần. Tính tình thân thiện: chó Phúc rất thân thiện, tính cách hòa đồng, gần gũi với tất cả mọi người, kể cả những con vật nuôi chung nhà. Chúng đều biết cách yêu thương lẫn nhau. Đặc biệt, giống chó cảnh này thường thích chơi đùa cùng trẻ nhỏ. Tuy thân thiện với mọi người nhưng Phúc Hiêu cực kỳ cảnh giác với người lạ. Mỗi khi nhà có khách hay đối tượng lạ xuất hiện, chúng sẽ sủa thật to để báo với chủ. Giống chó này chỉ vui vẻ chơi với khách khi cảm thấy sự an toàn, không có bất kỳ mối đe dọa nào. Trung thành với chủ nhân, Phúc Hiêu được xem là giống chó cảnh cực kỳ trung thành. Chúng luôn nghe lời, quan tâm và quấn quýt cả ngày bên chủ. Chó Phúc rất thích được ngủ chung với chủ, thể hiện tình cảm gần gũi. Giống chó này có khả năng quan sát nhạy bén, biết nhận biết mối nguy hiểm để báo hiệu kịp thời và sẵn sàng chống lại kẻ thù, xông ra bảo vệ an toàn cho chủ nhân. Thông minh, dễ huấn luyện. Bên cạnh các đặc tính trên, Phúc Hiêu rất thông minh. Giống chó ngoại này được xếp vào top 35 trong 100 loài chó cảnh thông minh nhất trên toàn thế giới. Chó Phúc Hiêu luôn tỏ ra thích thú với những thứ mới mẻ và chúng học hỏi, tiếp thu rất là nhanh. Khả năng hiểu của chó rất nhạy bén nên chủ không phải tốn quá nhiều công sức để huấn luyện. Trí thông minh của chó Phúc còn được thể hiện ở khả năng tự tìm cách thoát khỏi xích dễ dàng. Do đó, khi được cuốn cưng đi dạo ở khu vực đông người, bạn cần nên để ý tới mọi hành động của chúng. Hiện nay, không ít nơi rao bán chó Phúc Hiêu với đủ mức giá. So với các loài chó cảnh khác, chó Phúc có mức giá tương đối thấp, đáp ứng được nhu cầu mê thú cưng của mọi đối tượng khách hàng. Phúc Hiêu tùy xấu đẹp có giá từ 6 triệu trở lên. Đối với các bé đẹp xuất sắc thì giá có thể trên 15 triệu đồng một bé. Dogly Pet Shop là thương hiệu thú cưng trực thuộc quản lý của công ty cổ phần Dogly Việt Nam, đơn vị xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh khép kín đầu tiên ở thị trường nước ta, từ trang trại nhập khẩu, nhân giống đến hệ thống cửa hàng buôn bán thú cưng tại Hà Nội, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh. Dogly đảm bảo chó Phúc Hiêu con thuần chủng, toàn bộ chó con bán ra từ trang trại, hệ thống cửa hàng của Dogly Pet Shop đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hỗ trợ tư vấn chăm sóc trọn đời. Dogly Pet Shop sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình nuôi chó Phúc. Nếu có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì trong quá trình chăm sóc, nuôi dạy giống chó này, khách hàng có thể liên hệ với nhân viên của chúng tôi để được hỗ trợ một cách tốt nhất. Các bạn có thể mua online qua Zalo, Facebook, Instagram hoặc ghé các cửa hàng. Thành phố Hồ Chí Minh gồm 4 chi nhánh tại các quận 606-121 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, 391 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, 171 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, 5/17 đường 64, phường Thảo Điền, quận 2. Tại Hà Nội, các bạn có thể ghé 81-95 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Tại Đà Lạt, các bạn có thể ghé tại 108 Lý Nam Đế, phường 8, thành phố Đà Lạt. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tham quan các bé mèo, các bé cún đáng yêu tại nhà Dogly, có thể ghé trang trại Bé Farm tại 125 Quốc lộ 20, tổ Lâm Văn Thạnh, phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để check in nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hy vọng là qua 4 lý do trên sẽ làm bạn tới Dogly để chọn ngay một bé Phúc Hiêu để mang về nhà. Các bạn cũng đừng quên nhấn subscribe và ấn chuông để nhận thông báo mới nhất từ các video từ Dogly nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn.